nó đang đi 10 cái phần tốt, trong 10 phần thì có 9 phần tốt, 1 phần xấu, hay thậm chí là 90 phần tốt, có 10 phần xấu thôi, tùy theo cái bụng của mình nó lép, nó hợp, nhỏ hay là nó sạch sẽ. Còn nếu khi mà cái bụng của mình dày đặc, chất nhầy và cặn bã độc tố thì cái lượng mình ăn vào đâu có đáng gì so với cái thể tích của nó, phải không? Chỉ như là cái lượng chất dinh dưỡng mình đưa vào sẽ thấp hơn rất nhiều so với cái dịch nhầy cặn bã độc tố. Thành như vậy cứ mỗi lần nó đưa vào chỉ được một phần chất dinh dưỡng, và cái khi nó kéo vào 2-3 phần chất cặn bã độc tố. Tại vì cái thể tích của cái bụng mình so với cái lượng thức ăn mình ăn vào, thấy không? Khi cái bụng mình nó lép, khi cái bụng mình nó nhỏ, khi cái bụng mình nó sạch, thì như vậy cái hàm lượng hay cái thể tích của chất dịch nhầy và cặn bã nó sẽ ít hơn so với cái lượng thức ăn mình đưa vào. Đó, thì đó là lý do tại sao mà ta cái người cái bụng nó càng to bao nhiêu thì cái tuổi thọ của mình nó càng thấp bấy nhiêu, và nó vừa bị về vật lý, nó vừa bị về sinh lý. Về vật lý là khi mà nó lớn cơ bắp, nó lớn bụng như vậy thì tim phải làm việc nhiều hơn để cung cấp máu, oxy, rồi nó phải đào thải độc tố nhiều hơn, thành ra tim thận nó sẽ tổn thương, nó sẽ bị ngắn cái tuổi thọ. Kế đến nữa là vì nó như vậy thì ra cái độc tố nó chứa chất nhiều, và cứ mỗi lần mà nó thẩm thấu qua cái màng ruột nó vào trong máu thì nó sẽ mang theo chất độc vào đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta vượt quá 10% của trọng lượng cơ thể cho phép, khi chúng ta thấy cái bụng của chúng ta mà nó hơi lớn thì chúng ta nên làm cái vấn đề thanh lọc này ít nhất 1 năm một lần cho tới 2 lần, cho đến khi nào chúng ta làm cái bụng mình nhỏ lại, hay là cho đến khi nào chúng ta đi vào được dưới 10%, hay là chúng ta nằm trong tiêu chuẩn của cái ideal body weight, tức là cái cân nặng cho phép trung bình. Thì như vậy chúng ta chỉ cần làm gì? Lắng nghe, quan sát và đi